Nên là Tiên mới đi làm về là mọi người. Bây giờ Tiên chơi với con là nói nó chào đi. Chào cô chú đi. Con Tiên làm mới 2 tháng tầm 2 tuần, 2 tháng rưỡi đó mọi người. Là chuẩn bị biết lực nha. Được chưa? Chào cô chú đi. Ngại ông kính làm sao, nãy giờ là nói chuyện quá trời nói chuyện luôn á, mà tự nhiên giờ sao em nói sắc im vậy? Nãy giờ có nói chuyện mày nhiều lắm mà. Á lên đây con, á lên mày. Á. Á. Ờ đó. Á. Nói chuyện nhiều lắm á mọi người. Mà anh này được cái nha, gặp người lạ là không có nói chuyện đâu, gặp người lạ là im lặng. Ừ, đúng không con? Đúng không? Ừ. Hôm nay là thứ bảy và bây giờ tụi mình sẽ đi sinh nhật của Nguyên nha mọi người. Tiên đang đánh ở trên môi Tiên đây là cái Chanel này, Lip and Balm, rất là đẹp. Và bây giờ tụi mình sẽ đi sinh nhật thôi. La la. Đây là ngày cuối tuần cho nên là Tiên sẽ dọn dẹp nhà cửa nha mọi người ơi. Bình thường thì đồ đạc rất là nhiều cho nên rất là bừa. Mình Tiên quyết định là phải dọn lại sạch cái phòng của Tiên, lau bụi, tại vì phòng có em bé cho nên là nếu mà bụi bẩn nhiều thì Tiên cũng không có an tâm á. Tiên thì hay tiệt trùng ở cái bình trong Fast Baby này nha mọi người. Tất cả các bình tiệt trùng Tiên đều bỏ trong cái máy sấy khô và tiệt trùng này hết á, rất là tin tưởng luôn. Sau đó thì Tiên sẽ đi cất, tại vì bình thường Kaden không có ngủ với Tiên mà Kaden sẽ ngủ ở bên ngoài cùng với lại có ông bà nội và người giúp việc nữa, cho nên là để em bé thoáng hơn á, nên là bình thường Tiên không có để trong phòng, Tiên hay cho em bé ra ngoài. Bây giờ thì Tiên sẽ dọn dẹp lại cái giường một chút. Hôm nay thì Tiên sử dụng cái máy hút bụi này của Jimmy xin mọi người. Jimmy là một thương hiệu trực thuộc King Clean nè, tạo ra cuộc sống an toàn và rất là lành mạnh và chất lượng cho người dùng toàn cầu, là một trong những cái nhà sản xuất máy hút bụi lớn nhất thế giới nè. Thương hiệu thì có tổ chức LG UK chứng nhận cho nên là có thể loại bỏ tất cả các chất gây dị ứng rất hiếm mà brand nào có được luôn á. Cái dòng máy ngày hôm nay Tiên sử dụng của Jimmy là dòng máy BX7 Pro nha mọi người, với lực hút cực kỳ mạnh nè, hút sạch mạc ve, bụi mịn, lông thú cưng, tóc và rác vụn luôn nha. Tia UV á và sóng âm là có trong máy này nữa, cho nên là nhiệt độ cao tới 60 độ C có thể xâm nhập nhanh chóng vào giường và đệm nè, tiêu diệt luôn ve và vi khuẩn nhanh chóng, đảm bảo là các bạn sẽ tận hưởng một cái giấc ngủ cực kỳ thoải mái trong những ngày mưa luôn. Máy hút bụi này á mọi người có cốc đựng bụi rất là lớn nè, vệ sinh cực kỳ dễ dàng luôn. Đèn cảm biến báo bụi có luôn, giúp nhận biết được là khi nào giường nệm đã sạch nè. Thì Tiên á có con nhỏ nên là Tiên cực kỳ quan tâm đến những cái bụi mịn trong phòng và chăn gối nữa. Cho nên là từ khi sắm cái máy Jimmy 7X Pro này á thì Tiên yên tâm cực kỳ nhiều luôn. Rất là dễ sử dụng, tiện lợi mà còn rất là sạch sẽ nữa. Cho nên là bạn nào á mà có con nhỏ như Tiên á thì nên sắm một em nha. Tiên sẽ để link ở dưới description box cho mọi người nhé. Trời ơi, đã quá vậy trời. Yên luôn. Nè, cô chú thấy con hưởng thụ chưa? Đó. Tê không?
văn phòng, vì đang có rất là nhiều dự án sắp đến mà Tiên phải làm, cho nên là dạo này Tiên lên văn phòng hơi bị nhiều. Thì nếu mà bạn nào chưa biết, chưa follow Tiên trên Insta thì sắp tới Tiên có mở một công ty agency mọi người. Và trong công ty này thì Tiên sẽ quản lý các bạn talent, KOL cũng như là có Tiên ở trong đó nữa. Và cũng như là Tiên sẽ nhận các booking job cho những hàng lớn. Thì xưa giờ thì Tiên cũng có làm công việc này freelance thôi, nhưng mà gần đây Tiên thấy là chắc là Tiên nên mở công ty để làm nó chú tâm hơn một chút, cho nên là bây giờ là Tiên chuẩn bị mở một công ty chuyển xe. Cho nên là nhãn hàng nào mà có muốn book KOL hay là như thế nào đó thì nhớ liên hệ Tiên nha. Tiên sẽ có sẵn rất là nhiều các bạn trong net luôn để giới thiệu cho mọi người. Ok, bây giờ thì tụi mình chuẩn bị đi về với con. Nhớ con quá rồi, sáng nay giờ đi làm là rất là nhớ con rồi. Nên là bây giờ Tiên sẽ về nhà và chơi với con cũng như là có một buổi tối vui vẻ nhé. Tiên đã về nhà rồi và Tiên buồn ngủ quá nên là mới ngủ một giấc. Từ sáng tới giờ không ngủ một miếng nào nữa, buồn ngủ tự nhiên 8 giờ cái mắt nó nhắm. Tiên vừa mới mua cái bánh của iFly luôn, rất là ngon. Bây giờ Tiên sẽ ăn thử nha. Ta-da. Bây giờ tụi mình sẽ ăn thử cái bánh này là bánh. Bánh gì? Lá dứa xoài. Pandan mango. Hiểm đúng đi mà, pandan mango. Pandan mango. Là gì? Là lá dứa với xoài. Mệt ghê. Bây giờ ăn bánh thử cho mọi người ơi, chấm bao nhiêu điểm là đố mọi người cái bánh bao nhiêu tiền? 200 yên. Em đâu có hỏi anh đâu. Anh ra đúng phải ăn đi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới một năm của tụi mình nha. Hai, bây giờ chồng sẽ đút vợ. Ghê quá. Đúng hai cái Tiên thích luôn, là pandan lá dứa với lại xoài, là hai món Tiên rất thích mà ngon luôn á. Trời ơi, 200 ngàn một bát nữa gạo. Cho tụi mình ăn xong nha, lát nữa Tiên ra Tiên coi cái đàn sao nha mọi người ơi. Đang ngủ rồi, về là hết chuẩn bị ngủ rồi. Nói nhiều quá, ăn tiếp đi. Hello mọi người, hôm nay là Tiên đã tới công ty In The Box rồi nha. Thì hồi nãy là Tiên mới vừa đi cái xỉu Vicky xong, thì là Tiên nói mà là khét quá trời luôn mọi người. Bây giờ là Tiên mình sẽ đi ăn nha. Là Tiên ăn ở trên The Box nè mọi người. Đây, đây, đây là bạn Viễn nha. Quay góc ghê thiệt chứ. Xấu thiệt, hello mọi người, Tiên đang ở In The Box nha. Bây giờ là tụi mình vừa mới gọi món. Ta-da. Tiên thường tụi mình rất là hay ăn lẩu ở đây. Tại vì cảm nghĩ của em sao em? Ngon không? Em thấy ngon, em thấy ngon. Em thấy lẩu nào ở đây ngon nhất? Em thấy lẩu collagen là ngon nhất. Đúng rồi. Dạ. Còn tại vì nó đặc biệt á, không có chỗ nào có. Chỉ có ở đây thôi. Đúng là thành lắm. Nên là lát nữa Tiên sẽ quay mọi người xem nha. Nước rồi, nước phải sôi hơn chút nữa, nước chưa sôi. Nó lên cao luôn đó. Cái chất lượng này thì giá tiền đi đôi. Phù hợp. Ăn thử nhau rồi, từng năm đem lên nha. Hôm nay là ngày thứ 3 và hôm nay Tiên đi làm thì rất là lâu rồi, Tiên không vệ sinh cái sofa này mọi người. Chắc là lần đầu Tiên mua tới giờ chắc cũng phải hơn 1 năm rồi. Cho nên là ngày hôm nay quyết định để mang cái máy này lên để hút bụi nha mọi người. Thì nãy giờ là Tiên đã hút rất là sạch cái ghế sofa rồi, nên bây giờ rất là
mát rồi. Bây giờ Tiên sẽ qua bên cái ghế bên này cũng như là cái ghế trong văn phòng để Tiên hút bụi hết để cho nó sạch sẽ hơn. Cái ghế này á là cũng rất là lâu rồi Tiên chưa có vệ sinh, cho nên là ngày hôm nay Tiên sẽ sử dụng cái máy hút bụi này để Tiên clean nó luôn nha mọi người. Rất là dễ vệ sinh luôn á mọi người.